Em xin chào tất cả anh em đam mê radio cassette trên toàn quốc. Em xin giới thiệu đến anh em con đài Sony. Con này model của nó là CF-1500. Con máy nó còn nguyên bao da nhé anh em nhé. Đây là bao da của máy này. Bao da này đây, đủ này em đang mở sẵn ra đi để tí nữa em không cài vào, để tí nữa em sẽ rút ra cho các bác xem bên máy bên trong này. Đây là cái hộp mà da để đựng dây nguồn các bác nhé, và dây nguồn zin theo máy luôn này, dây nguồn zin theo máy luôn các bác, dây nguồn 4 chân zin theo máy. Bao này là bao da xịn của Nhật luôn các bác nhé, các bác nhìn thấy cái chữ Tokyo Japan luôn này ở chính giữa này. Dây đeo đầy đủ, máy thì đang còn rất đẹp này, xi mạ này, núm nút này, xi mạ bên này cũng vậy, rất đẹp, bao da đang đẹp mọi góc cạnh luôn. Bây giờ em sẽ đi tháo phần vỏ cho các bác nhé. Đây là khi em đã tháo vỏ cho các bác nhé, tháo bao da ra, đây bao da của máy đây, rất đẹp. Ở đây có một số các vết bẩn hơi chùi rất là mất thôi. Đây là máy khi mà mình tháo bao da, và dây nguồn zin theo máy. Đây trước sau này rất đẹp, gần như là nó không có một cái vết gì các bác nhá. Máy đang rất đẹp luôn, không có một cái vết gì hết. Đấy. Phần nhôm này, phần nhôm ốp nhôm bên hông này, mịn màng như da bé luôn. Ở đây thì nó có cổng cắm line-in, có nhưng mà rắc nó là rắc 3.5 các bác nhá. Phần nhôm bên này cũng vậy, mịn màng như da bé luôn, không có một dấu vết gì hết các bác. Thiện chí thì có thể kết bạn Zalo, Facebook theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình này các bác nhé. Và các bác nhớ bấm theo dõi kênh để theo dõi những video tiếp theo. Máy bên trên này này, tuyệt đẹp luôn. Tuyệt đẹp. Cái này chỉ có bụi, để bụi nó bay vào thôi. Này rất đẹp. Núm nút. Tiếng con này nghe rất phê. Đấy, rất hay luôn. Bây giờ đến phần test âm thanh cho các bác này. Cắm điện vào test âm thanh cho các bác nghe nhá. Qua một chút. Test băng cho các bác nghe. Rồi nghe nhạc trước 75 rất hay, nó bỏ lớp cốc. Rất êm ái và mượt mà các bác nhé, cơ auto sit top. Các bác cứ yên tâm chơi, bảo hành cho các bác 1 năm. Đây là test sang phần radio này, radio con này FM 90 thì em đã dò lên 108 rồi.
sang radio các bác nhé. Rụt gan con này đang sắt xi bảy màu rồi. Máy rất nặng. Có dây đeo đầy đủ các bác nhá, dây đeo đầy đủ nè. Rất vui được đồng hành cùng quý vị khán giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh quân đội nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây. Bài công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng. Đây là chương trình đang ca nhạc buổi sáng. Đây em đang để FM đây. Để FM nha. Ngày 10 tháng 7, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư. Chỉ huy các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. 6 tháng đầu năm nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết thống nhất, hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Đây là sóng ai em nha, em vừa chuyển sang sóng ai em. Nổi bật là đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Từ Đức có học sinh sinh đổi tổ hợp nhưng mà rất là ít, chỉ có hai cháu đổi sang một cái tổ hợp khác. Ví dụ trước đây các cháu là lý hóa sinh tin thì các cháu lại đổi sang một cái tổ hợp là địa đức kinh tế pháp luật hóa công nghệ, nó sẽ rất là vất vả. Cái này nhà trường tư vấn là đổi như thế nào thì sẽ hợp lý với con hơn. Về phía các nhà trường, cô Quỳnh cho rằng cần tập huấn giáo viên tư vấn kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ tốt phụ huynh và học sinh lựa chọn. Nói một chút, em vừa test đầy đủ mọi chức năng của máy rồi. Đấy, máy đẹp, dây nguồn zin theo máy, bao da các thứ là còn đầy đủ. Bảo hành cho bác 1 năm. Bác nào mà thiện chí thì có thể gọi trực tiếp hoặc cái bạn Zalo hoặc Facebook theo số điện thoại đang hiển thị ở trên phần tiêu đề nhé. Ngoài ra các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.